Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học Facebook Marketing 2020 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và đây là cái phần video hướng dẫn tự chạy quảng cáo Facebook Ads cập nhật phiên bản 2020, tức là năm 2020. Vâng, hướng dẫn cho các bạn một cách chuyên nghiệp, chuyên sâu và có hiệu quả. Thì để bắt đầu thì tôi sẽ xin phép thao tác trên máy tính trước mặt tôi. Và đằng sau đây thì sẽ có một cái màn hình hướng dẫn cho các bạn, và ngoài ra tôi cũng quay cái mà thao tác màn hình để cho các bạn làm, và các bạn cứ làm theo hướng dẫn cũng như những cái lời mà tôi hướng dẫn, các bạn sẽ làm đúng và các bạn sẽ có cái xu hướng thành công, được chưa ạ? Ok, và để không mất thời gian nữa thì tôi sẽ xin được bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trình duyệt của mình, và các bạn vào Facebook, đúng không ạ? Các bạn vào Facebook cá nhân. Trên Facebook cá nhân thế này thì các bạn nhìn thấy tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo bằng trình quản lý quảng cáo, được chưa ạ? Vâng, đầu tiên thì các bạn sẽ bấm nút tạo. Thì trong này nó có bốn cái phần tạo. Một là tạo trang, tức là mình tạo fanpage, đúng không ạ? Nếu như bạn chưa có fanpage thì các bạn có thể tạo ra cái trang như vậy. Một cái trang fanpage sẽ trông như thế nào? Rất là nhiều. Thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ, một cái fanpage của tôi. Đây là tôi lấy ví dụ thôi ạ. Vâng, đấy, một cái trang fanpage sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đăng bài đến đây và chúng ta cũng sẽ chạy quảng cáo, được chưa ạ? Thì đấy là cái trang fanpage của chúng ta. Đấy, chúng ta có thể là sẽ đăng bài, mời like và chúng ta chạy quảng cáo. Nếu mà các bạn chưa tạo ra fanpage thì các bạn hãy chạy. Tuy nhiên đây không phải là ưu tiên của video bài học này, mà video bài học này là hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo. Thì các bạn sẽ bấm vào nút quảng cáo. Các bạn bấm vào nút quảng cáo thì nó sẽ ra một cái trình quản lý quảng cáo như mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Được chưa ạ? Thì cái trình quản lý quảng cáo này thì các bạn có thể nhìn thấy có một cái tài khoản nó báo màu đỏ là tài khoản của bạn đã bị gắn cờ vi phạm chính sách, mọi quảng cáo của bạn đã bị tắt. Vâng, thì cái này tôi sẽ giải thích và tôi cố tình để như vậy để tôi giải thích cho các bạn. Thì đây là một tài khoản quảng cáo đã bị Facebook vô hiệu hóa. Thế thì tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là như thế nào? Chúng ta mua quảng cáo của Facebook thì chúng ta phải trả bằng tiền. Và khi chúng ta trả bằng tiền thì chúng ta sẽ trả thông qua tài khoản quảng cáo được kết nối với thẻ thanh toán quốc tế. Thẻ thanh toán quốc tế thì chúng ta có thể sử dụng các nhãn hiệu thẻ như thẻ Visa hoặc thẻ Master của các ngân hàng ở Việt Nam. Đấy. Và cụ thể là ngân hàng nào thì các bạn cần phải xem xét, vì hiện nay có rất nhiều ngân hàng đang bị Facebook từ chối do là những cái thẻ đó là có một cái tình trạng nợ xấu, có một cái tình trạng là gian lận rất là nhiều, thì sẽ phải lựa chọn một số các ngân hàng mà khó có thể làm được thẻ, và như vậy khi bạn add vào thì nó mới thành công. Đấy, và tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa là tài khoản quảng cáo không chạy được quảng cáo. Và khi nào thì nó bị vô hiệu hóa, đúng không ạ? Thì có thể là do bạn chạy quảng cáo vi phạm chính sách, bạn viết content quá mạnh, bạn sử dụng hình ảnh hở hang, hở nhiều da thịt, bạn so sánh trước sau, bạn bán những cái sản phẩm bị Facebook cấm hoặc là vi phạm hoặc hạn chế, hoặc thậm chí đôi khi bạn cũng chẳng bị làm sao, bạn vẫn bị khóa, đúng không? Thế thì khi bị khóa như vậy thì mình sẽ phải làm gì? Thì lúc này giải pháp là mình sẽ cần có nhiều tài khoản quảng cáo. Một tài khoản quảng cáo là gồm một tài khoản Facebook profile hay còn gọi là Facebook cá nhân. Đây ạ, như thế này gọi là Facebook cá nhân đây. Vậy bạn sẽ cần nhiều tài khoản Facebook cá nhân. Có thể bạn lập ra nhiều tài khoản, hoặc là bạn có thể mượn của nhân viên, mượn của người thân. Và mỗi một cái tài khoản này thì bình quân các bạn sẽ cần một cái thẻ thanh toán quốc tế, đúng không ạ? Và mình sẽ thêm vào đó để kết nối với tài khoản quảng cáo. Ok. Rồi, thì lúc này bạn sẽ chọn những cái tài khoản quảng cáo khác mà bạn đang có hoặc là bạn đã có, đúng không ạ? Có thể là tài khoản quảng cáo đang được hoạt động bình thường hoặc là tài khoản quảng cáo mới mình sẽ thiết lập. Rồi, thì như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn xong cái phần đơn giản về tài khoản quảng cáo. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở đây một chút. Chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Đây là trình quản lý quảng cáo. Vâng, và đây là nick Facebook của thầy Phan Anh. Chúng ta nhìn thấy ở bên trái là cái cột thứ tự. Ở bên trái là cái cột thứ tự là chúng ta đang ở đâu. Nó là giống như là cái bản đồ mapping để cho chúng ta hướng dẫn, để chúng ta đi theo cho nó dễ, được chưa ạ?
Và mỗi một cái phần này thì chúng ta chọn để cho nó nhanh thôi. Ý nghĩa của nó là để cho chúng ta biết đang ở đâu. Chúng ta đi từ trên xuống đến dưới là xong một chiến dịch quảng cáo. Tôi đang hướng dẫn các bạn là tự chạy chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, được chưa ạ? Và giao diện cũng như là mới nhất của Facebook. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn ở đây. Facebook nó sẽ hỏi là mục tiêu tiếp thị của bạn là gì? Mục tiêu tiếp thị tiếng Anh gọi là Marketing Objective hay là Objective Marketing. Ở đây tức là nó trả lời cho câu hỏi là bạn muốn chạy quảng cáo với mục tiêu gì? Và nó chia thành 3 cột, là cột nhận thức, cột cân nhắc và cột chuyển đổi. Vâng, thế thì tại sao lại chia thành 3 cột? Bởi vì cái quá trình mua hàng của con người ấy, của khách hàng ấy, thì nó sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn. Dù cái việc bạn mua một mớ rau trong một phút hay là bạn mua một chiếc xe hơi trong một tháng thì nó vẫn đều có một quá trình. Quá trình đầu tiên là quá trình nhận thức, đúng không ạ? Nhận thức là biết về cái thương hiệu đấy, biết về cái sản phẩm đấy, biết là cái sản phẩm đấy nó có mặt ở thị trường hay có mặt ở trên đời. Bạn rất khó có thể mua một sản phẩm mà bạn không biết được, đúng không? Thứ hai, sau khi bạn biết rồi, đúng không ạ? Thì bạn sẽ so sánh, bạn sẽ đánh giá, bạn sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Bạn sẽ quyết định là mình có mua cái sản phẩm này hay không, có mua cái thương hiệu này hay không, có mua của người bán này hay không. Ví dụ như là đối với sản phẩm iPhone, đúng không ạ? Đây là iPhone mới nhất, Pro Max, các bạn có nhìn thấy than tổ ong đấy ạ. Thì ví dụ bạn quyết định mua điện thoại di động mới, bạn có thể cân nhắc iPhone hay Samsung hay là những cái nhãn hiệu khác. Sau khi bạn quyết định là mua iPhone rồi, bạn sẽ quyết định là mua của FPT hay của Thế Giới Di Động hay của Viễn Thông A hay Vinpro. Hay thậm chí là bạn đi nước ngoài mua, bạn mua hàng xách tay, bạn mua của những cái thương hiệu người bán lẻ kém hơn. Thì cái quá trình đó người ta gọi là quá trình cân nhắc, quá trình so sánh để mà đạt được cái lợi ích tối đa của người tiêu dùng. Được chưa ạ? Thế sau đó thì cuối cùng là bạn sẽ chuyển đổi thành người mua hàng. Đấy, thế thì Facebook nó chia thành 3 cái nhóm như vậy để cho các bạn hình dung ra. Rồi, nếu các bạn chạy về nhận thức thì mục tiêu của bạn là nhận thức thì đừng có đòi đơn hàng. Bởi vì đợt trước tôi có làm quảng cáo cho một cái thương vụ mà cũng khá là lớn ở một cái tỉnh trên Thái Nguyên. Thì cái khách hàng này của tôi yêu cầu là gì ạ? Tôi muốn là cả cái thành phố Thái Nguyên biết về cái cửa hàng của tôi. Thế thì khi người ta yêu cầu như vậy thì tôi đã quyết định chạy nhận thức cho họ. Bởi vì khi tôi chạy nhận thức như vậy, cái lượt tiếp cận nó rất là cao và cái phí tiếp cận nó rất là rẻ. Thế nhưng mà sau 1 tháng, 2 tháng thì khách hàng này nói với tôi là không thể bán được hàng. Thế thì tôi bảo là rõ ràng là mục tiêu là nhận thức trước, nó sẽ không chuyển đổi được ngay. Nếu mục tiêu là chuyển đổi, mục tiêu là đơn hàng thì lúc đấy tôi sẽ chạy cân nhắc hoặc tôi sẽ chạy chuyển đổi. Và trong nội dung quảng cáo, trong hình thức quảng cáo tôi phải thay đổi. Đấy, ý tôi muốn nói giải thích cho mọi người là như vậy. Được chưa ạ? Rồi, nhận thức về thương hiệu là mình sẽ chạy để tiếp cận thương hiệu. Số người tiếp cận là mình sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Rồi, lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập là gì? Khi bạn click vào một mẫu quảng cáo, cái mẫu quảng cáo này sẽ dẫn bạn đến một trang web, một đường link cụ thể. Thì cái đấy gọi là lưu lượng truy cập, đúng không ạ? Lưu lượng tức là traffic đấy, là người ta truy cập vào website. Thế khi nào thì bạn nên chạy lưu lượng truy cập, đúng không ạ? Thì khi mà bạn muốn bán những sản phẩm và dịch vụ mà bạn muốn chốt đơn hàng ở trên website của mình thì bạn hãy chạy về lưu lượng truy cập. Thí dụ ô tô, thí dụ như là bất động sản, thí dụ như là du lịch, những cái sản phẩm có giá trị cao. Hoặc là bạn làm siêu thị, bạn muốn đưa khách về web để có thể mua được nhiều hàng hơn. Tóm lại mục tiêu của bạn là muốn chốt khách trên web mà muốn giữ được chân khách hàng, muốn thu thập được thêm dữ liệu ở trên website thì bạn sẽ chạy lưu lượng truy cập. Và muốn chạy lưu lượng truy cập thì bắt buộc bạn phải có website hoặc là một đường link cụ thể. Được chưa ạ? Còn nếu bạn không có, bạn sẽ không chạy được. Đấy. Còn để chạy quảng cáo thì nó cần tài khoản quảng cáo, cần fanpage là bắt buộc. Còn website thì chạy lưu lượng cần. Còn ví dụ như chạy tương tác có thể sẽ không cần. Rồi. Khi đó tiếp theo bạn chạy tương tác, tức là tương tác ở đây là gì ạ? Là để cho người ta xem cái quảng cáo, người ta click, người ta thích, người ta bình luận, người ta inbox cho mình. Thì cái đấy gọi là chạy quảng cáo tương tác. Để chạy quảng cáo tương tác thì bạn sẽ cần fanpage. Sau đó bạn đăng bài trên fanpage. Cái bài đó thể hiện nội dung là khuyến mại, quà tặng, là suất ăn, là nhà hàng, là quần, là áo, vân vân, là những sản phẩm dịch vụ mà bạn bán.
bạn dùng video hoặc dùng hình ảnh hoặc dùng nội dung là chữ viết bạn thể hiện để muốn bán cái sản phẩm đó. Ok, sau đó bạn đăng lên fanpage, bạn đăng lên fanpage như thế này đó, đây như thế này, đây là một bài. Và sau đó bây giờ cái bài này lượt lượt xem của tôi đang rất là ít, tôi muốn người ta xem nhiều hơn, tôi bỏ tiền vào tôi chạy, tôi bỏ tiền vào tôi chạy thì cái bài này nó sẽ tiếp cận đến mọi người, ý nghĩa là như vậy, được chưa ạ? Vâng. Thế thì bây giờ ta chạy tương tác, ta chạy như thế nào, ta sẽ bàn sau, được chưa ạ? Tiếp tục. Số lượt cài đặt ứng dụng. Rồi, số lượt cài đặt ứng dụng tức là gì? Tức là nếu như mà bạn làm marketing cho những cái hãng như là Bi hay là Grab hay là những cái app phần mềm trên điện thoại di động Android hoặc iOS à, đấy, hoặc là Momo hoặc là Viettel Pay, mà mục tiêu là gì? Muốn tăng được cái ứng dụng này được cài lên trên điện thoại di động, ứng dụng này được cài trên điện thoại di động, đúng không ạ? Thì bạn có thể chạy quảng cáo, mục tiêu là số lượt cài đặt ứng dụng để khi người ta nhìn thấy quảng cáo ở trên Facebook, người ta bấm vào, người ta sẽ download cái ứng dụng đó hoặc là những cái phần mềm trên điện thoại di động đó. Ok, tiếp tục. Số lượt xem video. Vâng, tức là gì ạ? Bạn sẽ cần phải có video, sau đó bạn đăng lên Facebook như thế này. Đây, ví dụ đây là video, đây là một cái video tôi đứng ở trụ sở chính của Facebook ở số 1 đường Hathaway thuộc thung lũng Silicon Valley của bang California, Mỹ. Đúng không ạ? Ngay sau tấm biển này chính là trụ sở chính của Facebook. Và cả cái khu này chính là trụ sở của Facebook rất là lớn. Ok, thế bây giờ tôi muốn người ta xem cái video này nhiều thì tôi có thể lựa chọn chạy tương tác. Tôi cũng có thể chạy số lượt xem video. Đấy, lúc trước tôi đã nói về chạy tương tác rồi, bây giờ bạn có thể chạy số lượt xem video. Ok, vậy mình sẽ cần video và mình đăng lên page, sau đó mình chọn số lượt xem video, mình bỏ tiền và mình nhắm chọn và mình chạy. Chạy cái này có hiệu quả không? Rất hiệu quả nếu như nội dung video tốt. Còn không hiệu quả nếu như nội dung video không tốt, nó phụ thuộc vào nội dung video rất nhiều. Ok, tiếp tục ạ. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Vâng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Bạn đã bao giờ nhấp vào một cái quảng cáo ở trên Facebook của mình và sau đó nó sẽ bật ra một hộp thoại. Nó bật ra một hộp thoại. Và trong cái hộp thoại đấy nó điền sẵn thông tin họ và tên Nguyễn Phan Anh, email phananhonline@gmail.com, số điện thoại 0989623888. Bạn đã bao giờ nhìn thấy cái loại quảng cáo đấy chưa? Chắc chắn là bạn thấy rồi. Nếu bạn thấy quảng cáo đấy và bạn muốn chạy như thế thì đây chính là câu trả lời. Tức là tìm kiếm khách hàng tiềm năng là nó mục tiêu là muốn thu được cái data khách hàng, đúng không ạ? Muốn thu được cái data khách hàng. Rồi, tiếp tục là tin nhắn, tức là bạn sẽ chạy quảng cáo để mà gửi tin nhắn cho mọi người trong Messenger hoặc là trong WhatsApp. WhatsApp và Instagram là hai cái app nó thuộc Facebook mua lại. Và bây giờ Facebook nó cũng đẩy quảng cáo đến những cái ứng dụng này. Ở Việt Nam thì Instagram cũng có một lượng người dùng đáng kể. Tôi không biết con số là bao nhiêu nhưng chắc khoảng tầm 7-8 triệu, 10 triệu người dùng. So với khoảng hiện nay khoảng 67 triệu người dùng Facebook. Rồi, WhatsApp thì rất là ít người dùng, không nhiều. Ok, tiếp tục ạ, chạy chuyển đổi. Chuyển đổi tức là mình cũng chạy website, truy cập vào web gần giống với lưu lượng truy cập. Nhưng mà khác một chút đấy là mình đo lường cái sự chuyển đổi bằng cái cách là mình sẽ gắn mã pixel vào web của mình và sau đó mình đo lường các chuyển đổi ở trên web, đặc biệt là web thương mại điện tử. Nó có những cái nút giỏ hàng, nút mua hàng, nút thanh toán. Mình đo rất là mình đo rất là dễ. Rồi, doanh số theo doanh mục. Vâng, tức là mình có thể tạo ra các catalog sản phẩm ở trên fanpage, sau đó mình chạy, và cái này khá là khó, đúng không ạ? Cái này sẽ khá là khó một chút, hơi phức tạp một chút. Đấy, và chạy quảng cáo để tăng cái lượt truy cập vào cửa hàng bằng cái gọi là foot traffic, tức là người ta theo cái phương pháp là truyền thống đấy ạ. Vâng, thế thì muốn tăng được lượt ghé thăm cửa hàng, bạn hoàn toàn có thể chạy tương tác bằng cách là bạn giới thiệu cửa hàng của bạn, bạn quay video về cửa hàng của bạn và bạn chạy. Giống như tôi làm marketing cho nhà hàng cũng thế thôi, hay spa cũng thế thôi. Ok, không nhất thiết bạn phải chạy như vậy. Rồi, thì tôi xin phép được chốt lại cái phần thứ hai là mục tiêu tiếp thị ở đây là hiện nay các bạn nhìn thấy có 2, 4, 6, 8, 10, 11 mục tiêu tiếp thị. Nhưng riêng trong phần tương tác, nó lại đẻ ra là tương tác bài viết, số lượt thích trang và phản hồi sự kiện.
Như vậy tổng là bao nhiêu ạ? Là 13 mục tiêu tiếp thị. 13 mục tiêu tiếp thị. Đấy, nếu mà chạy tương tác bài viết thì chọn ở đây, nếu mà chọn tăng được lượt thích trang thì chọn ở đây, và muốn phản hồi sự kiện, tức là mình tạo ra sự kiện ở trên fanpage và mình cho mọi người tiếp cận cái sự kiện đấy thì mình chọn ở đây. Rồi, có 11 nhưng thực chất là có 13 mục tiêu tiếp thị. Được chưa ạ? Chúng ta phải chốt, và mỗi một cái mục tiêu tiếp thị khác nhau nó sẽ tạo ra hiệu quả quảng cáo khác nhau. Đây là cái giao diện cũ của Facebook, các bạn có thể tạo ra một cái giao diện mới bằng cách là bấm vào nút chuyển sang tạo nhanh. Đấy, thì đây là cái giao diện mới của nó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn đặt tên chiến dịch, cách mua là đấu giá, mục tiêu là gì ạ? Cũng như vậy. Đấy, cũng không khác gì. Số lượt cài đặt ứng dụng, số lượt xem, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác, lượt thích, phản hồi, tin nhắn, chuyển đổi, vân vân. Cũng có thử nghiệm phân tách tối ưu hóa chiến dịch. Thì đây là cái giao diện mới, thì các bạn tùy vào cái việc các bạn quen với giao diện nào, thì tôi vẫn hướng dẫn cho mọi người trên cái giao diện là cái giao diện là cũ, đúng không ạ, để cho các bạn có thể làm. Vâng, thế rồi cái trình quản lý quảng cáo bây giờ cái giao diện này cũng là giao diện mới nhất luôn đấy, cũng là giao diện rất là mới, nên là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái gọi là mới nhất năm 2020 cho các bạn để các bạn xem. Vâng, ok, trước khi chuyển đến phần này thì chúng ta vẫn sẽ phải quay lại cái phần trình quản lý quảng cáo để chúng ta tạo quảng cáo thông thường. Đấy, thì tôi sẽ chuyển lại cái giao diện cũ. Các bạn có thể sử dụng hai giao diện và tôi sẽ có cái video hướng dẫn cho các bạn cái giao diện mới, được chưa ạ? Rồi, thì ở Việt Nam thì chúng ta sẽ chạy chủ đạo lưu lượng truy cập, tương tác, video, tìm kiếm hay tiềm năng và tin nhắn. Đấy là những cái loại mà chúng ta chạy chủ đạo. Và ba cái mà tôi đánh giá là nhiều nhất, đấy là tương tác, lưu lượng và số lượt xem video. Được chưa ạ? Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mẫu cho các bạn cái chiến dịch về tương tác rất là kỹ, vì đây là chiến dịch mà chúng ta chạy nhiều nhất. Sau đó thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái loại hình khác nhưng không kỹ bằng, bởi vì về cơ bản các thao tác và ý nghĩa marketing nó sẽ giống nhau. Rồi, bây giờ chúng ta chọn tương tác bài viết. Vâng, chúng ta chọn tương tác bài viết, được chưa ạ? Vâng, sau đó thì chúng ta đặt tên chiến dịch. Đặt tên chiến dịch thì chúng ta đặt tên thử nghiệm thôi. Ok, đặt tên cái gì cũng được. Ở phía dưới này nó có hai mục rất là mới, đấy là tạo thử nghiệm phân tách và tối ưu hóa ngân sách. Nếu các bạn bật thì chúng ta sẽ bật cái chiến dịch này, và chúng ta tắt thì chúng ta sẽ không sử dụng cái tính năng này. Thế thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu là thử nghiệm phân tách là gì. Thì ở đây nó sẽ gọi là tiếng Anh nó gọi là A/B testing, tức là so sánh cái A với so sánh với cái B trong một cái chiến dịch quảng cáo. Ví dụ bạn thay một mẫu content thì đấy là content cũ với content mới là AB. Hay là bạn đổi target từ một cái nhóm rộng sang một nhóm hẹp, đấy gọi là AB. Thì nếu mà các bạn chạy như thế này, bạn chọn thì đây nó có thể cho mình chọn nội dung, phân phối, đối tượng, vị trí quảng cáo. Mình có thể chọn một trong số bốn cái biến này để mình tối ưu. Vâng, các bạn cũng có thể để. Vâng, và nếu mà chạy ngân sách lớn và chạy lâu dài thì làm như này tôi nghĩ khá là tốt. Tôi nghĩ khá là tốt. Đấy, ok, mình có thể thử nghiệm các đối tượng khác nhau. Và đây là cái đối tượng mà mình cần phải test để tạo ra rất là tốt, đúng không ạ? Rồi, thì đây là một cái tài khoản quảng cáo mới, nên các bạn sẽ cần phải thiết lập tài khoản quảng cáo. Đây là tôi dành cho những người mới toanh luôn, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bạn sẽ thiết lập quốc gia Việt Nam, loại tiền là Việt Nam đồng và múi giờ là Asia Hồ Chí Minh, tức là gọi là giờ GMT cộng 7 đấy, đúng không ạ? Ok, sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Thế khi đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tạo nhóm quảng cáo, đúng không ạ? Vâng, vì là chúng ta đã chọn cái phần mà tối ưu về mặt gọi là biến, ở đây là biến đối tượng, thì lúc này nó hiển thị ra cái giao diện như này. Và chúng ta sẽ chọn nhóm quảng cáo A với một cái biến đối tượng là A, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái nhóm quảng cáo B với biến đối tượng là B. Và hai cái nhóm này mình sẽ chạy song song và trong cùng một chiến dịch để nó so sánh AB, là vì vì vậy.
Thế thì trong trường hợp này bạn có thể chạy kiểu này hoặc là bạn cũng có thể làm gì ạ? Bạn cũng có thể là tạo hai chiến dịch đơn, tự mình so sánh không cần phải Facebook. Và nếu bạn muốn làm như vậy không muốn bị phiền thì trong phần mục tiêu bạn quay lại, bạn tắt cái phần tạo thử nghiệm phân tách đi. Thì trong cái phần đối tượng này nó sẽ trở về cái giao diện cũ. Các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Nó trở về cái giao diện cũ đấy ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta đặt tên nhóm. Tên nhóm ở đây là chẳng hạn như là bây giờ thầy Phan Anh sẽ giới thiệu bán khóa học về Facebook Marketing đi. Facebook Marketing thầy Phan Anh ví dụ như vậy. Ok. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ xác định đối tượng. Thì về cơ bản là mọi người sẽ có hai nhóm đối tượng là đối tượng mới và đối tượng đã lưu. Đấy, thì chúng ta có thể chọn. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng ở mức độ nâng cao, đấy là đối tượng tùy chỉnh. Thì đối tượng tùy chỉnh này nó bao gồm là các đối tượng remarketing từ web, remarketing từ fanpage. Thì hiện nay đến cái bước này thì các bạn đang khá là mới, thì tôi sẽ chưa hướng dẫn vội nhá. Cái phần này nó có thể tạm gọi là cái phần nâng cao đi. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn là tạo đối tượng mới nhắm chọn chuyên sâu dưới tư duy của một người làm marketing. Có rất nhiều cái đơn vị người ta gọi là super target hay là deep target hay là hero target gì đó, thì tôi nghĩ là tất cả những cái đấy là những cái tên gọi mỹ miều. Từ target trong tiếng Anh có nghĩa là mục tiêu. Và ở đây thì cái từ nhắm chọn này chính là từ audience. Tức là chúng ta nhắm chọn đối tượng người xem quảng cáo hay là nhắm chọn khách hàng mục tiêu. À, cho nên là cái từ target đấy cũng không hẳn là đã chính xác. Và cũng chẳng có super target nào cả, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm theo tư duy là sản phẩm của mình bán cho ai, khách hàng mục tiêu của mình là ai thì mình sẽ chạy đến người đó. Được chưa ạ? Trong phần này bắt đầu các bạn sẽ đến phần vị trí, đúng không ạ? Trong phần vị trí thì nó có bốn cái lựa chọn là những người sống tại vị trí này trong thời gian gần đây, những người sống tại vị trí này, người ở địa điểm này trong thời gian gần đây và người ghé thăm. Và thế thì hầu như các bạn có thể chọn cẩn thận nhất, các bạn chọn những người sống tại vị trí này, tôi nghĩ là ok nhất. Ví dụ như tôi sống ở Hà Nội, đúng không ạ? Ok. Tiếp tục là bắt đầu đến phần địa lý. Đến phần địa lý. Được chưa ạ? Thì trong phần địa lý này các bạn có thể có hai cái tư duy. Tư duy thứ nhất là hoàn toàn các bạn có thể chạy quảng cáo tại Facebook từ kho hàng của mình ở Việt Nam sang thị trường thế giới. Sang thị trường thế giới. Các bạn có thể chạy quảng cáo sang Mỹ, sang Anh, sang Pháp, sang Hàn Quốc, Nhật Bản, sang các nước mà có Facebook sử dụng. Và hiện nay thì cái số lượng người sử dụng Facebook trên toàn cầu rất là lớn, khoảng 2,7 tỷ người. Đây là một cái tư duy mà các bạn có thể học được. Tức là nếu các bạn có sản phẩm tốt, các bạn hoàn toàn có thể bán ra thị trường thế giới. Đó, ví dụ tôi có rất nhiều học viên, rất nhiều sinh viên của tôi đang bán hàng sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đấy, rồi thậm chí là những cái nước kém phát triển ở châu Phi, ở những nước phát triển như Mỹ có thể bán, đúng không ạ? Dựa trên nguyên tắc đơn giản thôi là cái gì thị trường thiếu là mình cung cấp, mua của thằng chán bán cho thằng thèm, đúng không? Ok, nếu mà các bạn chạy ra thị trường thế giới thì các bạn cần quan tâm đến sản phẩm, thuế má, giao vận đi ra thị trường thế giới. Còn trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo chủ đạo ở thị trường Việt Nam. Chủ đạo ở thị trường Việt Nam. Ok, đầu tiên ví dụ như là bây giờ các bạn chạy cả Việt Nam thì các bạn cứ để cả Việt Nam là xong. Nhưng nếu mà bạn chỉ có một cửa hàng vàng ở Hà Nội, các bạn chỉ có một hai salon tóc ở Hà Nội, các bạn chỉ có một shop thời trang ở chỗ gọi là một cái huyện nào đấy ở một tỉnh X, tỉnh Y gì đó, thì lúc đấy các bạn sẽ phải chọn cho nó phù hợp, được chưa ạ? Hay bạn có một cái nhà hàng ở trung tâm thành phố rồi. Thế bây giờ tôi cứ ví dụ đi, tôi làm bán khóa học Facebook Marketing, tôi chọn Hà Nội, được chưa ạ? Rồi xong. Thì mỗi một cái thao tác tôi chọn, các bạn nhìn thấy ở phần cột bên phải nó sẽ nhảy các cái chỉ số, số lượng người tiếp cận tiềm năng, tức là cái khả năng về 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 tiếp cận thị trường là có bao nhiêu người. Từ 18 tuổi đến 65 tuổi hiện nay ở Hà Nội có 8
triệu 900 ngàn tài khoản. Đấy, số người tiếp cận hàng ngày ước tính dựa trên số tiền đang để ở đây mặc định là 220.000. Vâng, tương đương với số lượng tương tác là từ 519 đến 1.500. Thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái hiệu suất quảng cáo thôi, nhưng mà Facebook nó ước tính cho mình. Mình có thể chạy nhiều tỉnh, ví dụ mình có thể chọn Bắc Ninh. Đấy, mình cũng có thể chọn Bắc Giang, ví dụ như vậy, tôi làm ví dụ thôi nhá. Rồi, bạn không muốn tỉnh nào thì bạn lại tắt đi. Bạn muốn Thái Bình, bạn chọn Thái Bình. Hoặc là trong một tỉnh bạn muốn thả ghim. Ở đây nó có một cái thuật ngữ gọi là thả ghim. Thả ghim tức là chạy quảng cáo theo bán kính, theo bán kính kinh độ và vĩ độ. Và khi chạy thả ghim thì cái đối tượng nó sẽ lại còn chính xác hơn nữa. Đấy, thí dụ như bạn có một cái ảnh viện áo cưới ở Thái Bình chẳng hạn, hay bạn có một cái nhà hàng ở thành phố Thái Bình, bạn sẽ chọn đến địa điểm đấy, bạn bấm vào nút thả ghim, sau bạn mang cái ghim này đi bạn thả. Đấy, thì lúc này bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ làm là gì ạ? Thái Bình bán kính 16 km, lúc này tôi thu hẹp lại, tôi chỉ chạy 7 km thôi. Như vậy tôi sẽ chạy toàn Hà Nội, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thái Bình ở thành phố Thái Bình, và bán kính là 7 km. Đấy là cái phần bao gồm, là phần thêm. Hoặc mình có thể dùng phương pháp loại trừ, tức là nếu mình không muốn chạy đến cái vùng nào, miền nào, mình có thể chạy loại trừ. Ok, mọi người hình dung ra chưa ạ? Nếu mà mọi người làm theo, mọi người không hiểu thì mọi người có thể hỏi lại cho tôi nhé. Rồi tiếp tục về tuổi. Tuổi ở đây là chúng ta có tuổi từ 18 đến 65 tuổi, nhưng thực ra mình bấm vào đây nó sẽ từ 13 cho tới 65 tuổi. Giả sử bây giờ các bạn chọn 13 đến 65 tuổi. Đấy, các bạn sẽ tắt đi chỉ để Hà Nội thôi để xem nó loát là bao nhiêu. Số lượng người sử dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng. 9,5 triệu người, rất là nhiều. Ok. Tuổi này thì nó sẽ có hai cột là tuổi thấp nhất và tuổi cao nhất, tức là giải tuổi của khách hàng. Thì ở đây mình sẽ phải trả lời cho câu hỏi là khách hàng của mình trong nhóm tuổi nào. Thí dụ bạn bán đồ mẹ bé thì khách hàng của bạn sẽ là nữ ở tuổi sinh nở, thường là khoảng 23 tuổi cho đến khoảng tầm 35 tuổi đổ lại. Tất nhiên vẫn có những bạn 18 tuổi đã sinh nở và có những bạn 40 tuổi vẫn sinh nở. Nhưng cái nhóm tập trung nhất nó sẽ rơi vào cái nhóm khoảng 23, 24 tuổi trở lên cho đến khoảng tầm 35 tuổi trở xuống. Đấy là nhóm sinh nở mạnh, đúng không? Và mình chọn tuổi như vậy tức là mình chặn, mình loại trừ những đối tượng không phù hợp, mình chặn trên chặn dưới để loại trừ ra. Lúc này ví dụ như là mình chạy đến, như tôi nói đúng không ạ, mình chọn từ 23 cho tới 35. Rồi, thì mình sẽ thấy là đây chính là bắt đầu nó giảm xuống. Đấy, lúc trước là từ 9 triệu rưỡi, bây giờ nó còn có 4 triệu 2. Lúc này tôi chọn nữ một cái thì nó lại giảm tiếp, đúng không ạ? Nó chỉ còn có 2 triệu. Như vậy Hà Nội này, tuổi 23 đến 35 này, giới tính nữ này, nếu bạn bán đồ mẹ bé, tất nhiên tất cả ví dụ ở đây tôi đang nói để cho các bạn dễ theo dõi. Và mỗi một cái phần tôi sẽ lại sử dụng một cái ví dụ khác nhau để cho các bạn hình dung ra. Được chưa? Thế thì trong tuổi này các bạn cũng cần lưu ý, nếu như mà cái giải tuổi của bạn dài thì bạn nên chia thành 2 đến 3 nhóm để bạn chạy. Tại vì nếu mà mình chạy giải dài thì nó cũng có thể là cái sự khác nhau về mặt suy nghĩ và thu nhập. Thường những người 23 tuổi thì bao giờ cũng nghèo, nghèo hơn những người khoảng 35, 40 tuổi. Bởi vì theo thời gian cái thu nhập của người ta sẽ gia tăng lên. Đấy, và tuổi tác thay đổi, người ta cũng sẽ, cách thức mua hàng cũng sẽ khác nhau. Giới tính cũng như vậy, đúng không ạ? Giới tính là giới tính của khách hàng, giới tính của người mua sản phẩm. Bạn bán đồ lót nữ thì đương nhiên bạn chạy quảng cáo cho nữ. Nhưng bạn bán đồ lót nam, bạn hoàn toàn vẫn có thể chạy quảng cáo cho nữ. Còn bạn bán hàng tiêu dùng thì chắc chắn bạn phải chạy cho nữ, nhất là hàng tiêu dùng trong gia đình, FMCG chẳng hạn, đúng không ạ? Bạn bán thời trang nam, bạn chạy cho nam, bạn bán thời trang nữ, bạn chạy cho nữ. Nhưng bạn bán iPhone thì bạn chạy cho cả nam lẫn nữ, ok? Và đôi khi bạn nên tách nam một chiến dịch riêng và nữ một chiến dịch riêng để bạn tập trung vào content nó hấp dẫn, nó phù hợp với khách hàng hơn, đúng không ạ? Ok, tiếp tục phần ngôn ngữ. Trong phần này các bạn có thể chọn tiếng Việt. Đấy, hoặc là các bạn có thể bỏ trống
Khi bạn chọn tiếng Việt, tức là gì? Những người khai trên Facebook, người ta có khả năng nói tiếng Việt thì người ta sẽ được chọn. Và các bạn nhìn thấy con số không đổi, vẫn là 2 triệu. Đấy, ok. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Thế thì bây giờ ấy, chúng ta sẽ xến cái phần mà nhắm mục tiêu chi tiết. Vâng, phần này thì tôi sẽ zoom lên cho các bạn xem. Nhắm mục tiêu chi tiết. Ngoài cái phần liên quan đến tuổi, giới tính, ngôn ngữ và địa lý, đây là những phần rất là quan trọng để xác định được là khách hàng của mình ở đâu, bao nhiêu tuổi và giới tính như thế nào. Thì Facebook có cung cấp cái phần nhắm mục tiêu chi tiết rất là kỹ, rất là công phu và rất là thông minh của Facebook. Nó cho phép chúng ta có thể nhắm chọn được khách hàng chính xác hơn. Thế thì chúng ta sẽ bấm vào phần lướt xem, chúng ta sẽ bấm vào phần lướt xem để chúng ta xem nó có gồm những cái gì. Và ở đây nó sẽ gồm hai cái dòng. Vâng, hai cái dòng, hai cái ô này là đầu tiên là nhắm mục tiêu chi tiết bao gồm và nhắm mục tiêu chi tiết loại trừ. Loại trừ tức là bao gồm là gì? Chỉ cần bạn chọn một yếu tố thì nó sẽ khớp một yếu tố, bạn chọn hai yếu tố thì nó cộng thêm là người khớp yếu tố thứ hai, cộng thêm người khớp yếu tố thứ ba. Tương tự như thế, nếu bạn chọn loại trừ thì chỉ cần có một yếu tố như vậy nó sẽ bỏ ra, được chưa ạ? Vâng, hai cái ô bao gồm và ô loại trừ này là nó thông nhau, bên trong là giống hệt nhau. Đấy, các bạn nhìn nhá, giống hệt nhau. Nhưng mà về mặt ý nghĩa marketing nó khác nhau, là ngược nhau. Một cái là có một yếu tố này thì tôi cho vào, một cái là có yếu tố này thì tôi bỏ ra, được chưa ạ? Vâng, thế thì tôi sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cái phần bao gồm, sau đó phần loại trừ tương tự, và tôi chỉ giải thích về mặt marketing thôi. Tôi không nói thêm để đỡ mất thời gian cho các bạn, được chưa ạ? Vâng. Thế thì bây giờ mình sẽ vào phần lướt xem này, mình sẽ nhìn thấy có 3 phần. Đó là phần nhân khẩu học, phần sở thích, phần hành vi. Và trong từng phần này chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều những cái hạng mục con, hạng mục cháu, được chưa ạ? Và Facebook có thể cho chúng ta nhắm chọn đến cả hàng trăm, hàng nghìn các tiêu chí khác nhau. Và nếu chúng ta muốn biết tiêu chí gì thì chúng ta cũng có thể đánh vào ô tìm kiếm như thế này. Được chưa ạ? Rồi. Thế trong 3 phần này là có phần nhân khẩu, phần sở thích và phần hành vi. Và với kinh nghiệm marketing của thầy Phan Anh là tôi, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn yên tâm vào kinh nghiệm của tôi đi ạ. Vì tôi đã dạy Facebook marketing từ 2011, tức là kể từ khi Facebook bắt đầu có mạng lưới quảng cáo Facebook Ads. Bởi vì 2008 thì Facebook mới hình thành, đúng không ạ? Lúc đó CEO là Mark Zuckerberg mới bắt đầu là làm cái trang web lần đầu tiên có tên là Hot or Not ở ký túc xá của Đại học Harvard. Thế sau này thì 3 năm sau phát triển thì Facebook mới có mạng lưới quảng cáo, và rất là may mắn thì tôi đã nghiên cứu và đã đi dạy từ đó. Đến bây giờ là 2020 là tính ra cũng gần 10 năm rồi, đúng không ạ? Vâng, và rất là sớm, rất là lâu rồi, ok. Thì các bạn chọn các cái tiêu chí này đều rất là quan trọng. Không phải là cái nào quan trọng hay cái nào không quan trọng, mà mọi thứ đều quan trọng. Nhưng sẽ có những thứ quan trọng hơn đối với sản phẩm này và có những thứ quan trọng hơn đối với sản phẩm khác. Bởi vì đây là một hệ thống quảng cáo, nó dành cho tất cả các nhà quảng cáo, nó dành cho tất cả các sản phẩm, nó dành cho tất cả các dịch vụ. Vì vậy có những thứ mình cần và có những thứ mình không cần. Và theo kinh nghiệm của tôi thì tôi đánh giá cao phần hành vi, và tôi có xu hướng nhắm chọn kỹ phần hành vi. Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi là phần hành vi thể hiện thu nhập của người xem quảng cáo rất là nhiều. Đó. Còn phần nhân khẩu là thể hiện cái hồ sơ nhân khẩu của họ. Thí dụ như là họ đã kết hôn hay chưa, họ đang làm nghề gì, họ có học vấn như thế nào, vân vân, đúng không ạ? Thì cũng rất là quan trọng đối với sản phẩm. Nhưng tôi đánh giá cao nhất phần hành vi, nếu mà theo thứ tự, theo kinh nghiệm của tôi là phần hành vi, phần nhân khẩu và cuối cùng đến phần sở thích. Vâng, thế thì tôi sẽ dạy cho các bạn phần hành vi trước, đúng không ạ? Vâng, đầu tiên các bạn sẽ chọn vào phần hành vi, thì trong này nó có hành vi chính trị, du lịch, hoạt động số, hành vi mua hàng, hạng mục khác, mối quan hệ đa văn hóa, ngoại kiều, ngày kỷ niệm, người dùng thiết bị di động, người dùng thiết bị di động theo thời gian, phân loại người dùng, Ramadan là một cái tháng ăn chay không liên quan đến chúng ta, sốc sơ là về bóng đá, đúng không ạ? Rồi,
Thế trong này các bạn nhìn thấy đã có rất nhiều rồi, và tôi sẽ đi giải thích cho từng nhóm và ý nghĩa marketing của nó. Quan trọng nhất bạn phải hiểu được ý nghĩa marketing của nó, được chưa? Đầu tiên là về chính trị ở Mỹ, phần này ta bỏ qua, bởi vì là nếu như mà chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook Mỹ, chạy sang nước Mỹ và chạy tại nước Mỹ thì chúng ta mới chọn cái này, bởi vì là nó có thể cho phép chúng ta chọn được những cái đối tượng bởi vì chỗ này là Facebook cho phép chúng ta chọn được những đối tượng là khách hàng, là những người có theo cái đảng bảo thủ hay là theo đảng cộng hòa gì đó rồi. Nhưng mà quan điểm của tôi là bỏ qua, tức là không chọn, không động gì, được chưa ạ? Hành vi thứ hai là hành vi du lịch. Đây tôi đánh giá là một hành vi khá là quan trọng. Vâng, đầu tiên là những người thường xuyên du lịch, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy những người có hoạt động cho thấy trên Facebook họ là người thường xuyên du lịch. Vâng, và Facebook đã ghi nhận được khoảng 1,178 triệu người đã có hành vi du lịch. Như vậy chiếm khoảng 50% số lượng người sử dụng Facebook, cho nên cũng không phải thực sự là tiêu chí quá chất. Thế nhưng mà những người thường xuyên đi du lịch quốc tế thì chỉ chiếm có hơn 300 triệu thôi, 303 triệu người trên tổng số khoảng 2,7 triệu người. Như vậy nó chỉ rơi vào khoảng tầm 12 đến 15% con số bạn chia cụ thể. Như vậy đây là đối tượng khách hàng rất chất. Nhìn chung ở Việt Nam, nếu các bạn đi du lịch quốc tế, ví dụ bạn sang Thái Lan hay bạn đi Singapore hay bạn đi châu Âu hay bạn đi Dubai hay bạn đi Mỹ, thì tôi nghĩ rằng đều là những người mà nói chung là có mặt bằng chung là thu nhập tốt, đúng không ạ? Và chúng ta ở đây là chúng ta dựa trên số lớn người dùng, thì thấy rằng là như vậy là rất tốt. Vậy nếu bạn bán đồ cao cấp, bạn bán bất động sản, bạn bán mỹ phẩm cao cấp, bạn bán iPhone, MacBook đời cao, bạn bán resort vân vân, thì bạn nên chọn những người thường xuyên du lịch quốc tế, bởi vì nhìn chung nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng có thu nhập cao. Ok, thế còn những người mà vừa đi làm bằng vé tháng thì chúng ta cũng không biết, họ là nhóm khách hàng có vẻ như là họ ít di chuyển. Vừa đi du lịch quốc tế về một tuần trước, vâng, cái này thì chỉ tốc độ thời gian thôi, vừa đi du lịch về 1-2 tuần trước các bạn tích vào cũng rất là ok, thì họ đang có mặt tại Việt Nam rồi. Nhưng mà tôi đánh giá cao nhất là những người thường xuyên đi du lịch quốc tế, và bạn chọn cho tôi thêm hai cái này. Rồi xong, tiếp tục sang cái phần hành vi hoạt động số. Trong phần này bạn chọn chủ sở hữu doanh nghiệp, tức là bạn chọn đến những người mà người ta khai trên Facebook là gì ạ? Họ là chủ doanh nghiệp, ví dụ chủ quán cà phê, chủ cửa hàng, chủ nhà hàng, chủ một trung tâm tiếng Anh kiểu như vậy, hay chủ một công ty. Thí dụ như là thầy Phan Anh, đúng không ạ? Thầy Phan Anh khai trên Facebook của thầy Phan Anh là gì? Là có rất là nhiều các cái thông số ở đây. Ví dụ như là làm giám đốc công ty PA Marketing, rồi giảng viên đại học XYZ, các bạn thấy là tất cả những cái thông tin mà thầy khai như vậy thì nó sẽ được sử dụng để làm cái gọi là các cái tiêu chí để nhắm chọn. Đấy, các bạn nhìn thấy học vấn này, làm ở công ty du học, làm ở công ty thương mại bán lẻ, làm ở trường này, rồi thì học làm vân vân kiểu như thế. Thì những cái thông số này của thầy Phan Anh thì rất là chuẩn, nhưng mà của những người khác thì cũng có thể là người ta sẽ khai báo không chuẩn, thì Facebook sẽ không biết được là bạn có khai báo chuẩn hay không. Nhưng Facebook chỉ biết rằng nếu bạn khai báo thì bạn sẽ dính, đúng không ạ? Bạn chọn chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ thì đây là quy mô khoảng 33 triệu trên tổng số khoảng 2,7 tỷ người dùng trên toàn cầu, thì đây là một con số rất nhỏ. Ý tôi muốn nói là bạn chọn đến nhóm này là nhóm tinh hoa, nhóm có thu nhập tốt. Facebook Page Admins, tức là những người quản trị viên cho Facebook. Thế thì ai là những người quản trị viên cho Facebook, đúng không ạ? Thường là sẽ là có một người sếp và có 3, 4, 5 người nhân viên sẽ quản lý cái page đó. Nếu bạn muốn chạy đến người sếp, bạn có thể tích vào đây cũng được. Tất nhiên nó vẫn có một cái tỷ lệ loãng, đó là nhân viên nó ở lẫn. Hoặc là như tôi bán khóa học Facebook Marketing thì tôi chỉ cần chọn là những người quản trị viên trang Facebook thì có lẽ là rất chuẩn rồi. Thế còn người ta có mua hàng hay không lại là chuyện khác. Ok, tiếp tục đến phần hệ điều hành đã sử dụng. Trong phần hệ điều hành đã sử dụng thì các bạn nhìn thấy cũng có rất nhiều các hệ điều hành. Tức là Facebook nó biết chính xác cái việc là các bạn đang
truy cập Facebook bằng hệ điều hành trên máy tính loại gì? Thí dụ đầu tiên này là những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Mac OS, đúng không ạ? Vâng, tức là gì? Người nào thì người ta chơi Facebook bằng máy Mac. Cụ thể trong trường hợp này là thầy Phan Anh đang lướt máy tính bằng máy Mac là MacBook Pro LED 2019 mới nhất. Vâng. Thế thì bây giờ các bạn sẽ so sánh thế này. Tập hợp là 10 triệu người, chính xác là 9.579.690 người đang sử dụng máy Mac để truy cập vào Facebook, thì rõ ràng tập hợp khách hàng này là tập hợp khách hàng khá là chất lượng, đúng không ạ? Có thu nhập bình quân cao hơn. Còn tất nhiên chúng ta sẽ không so sánh một người. Thí dụ như thầy Phan Anh thì tuổi gì mà so với sếp của các em? Với các em có thể là sếp các em chỉ dùng máy tính cùi bắp thôi, nhưng mà anh ấy có 1.000 tỷ cơ, đúng không? Thì ok, cái chuyện đấy ta không so sánh. Ý tôi muốn nói là bạn không nên so sánh một cá nhân, nhưng mà các bạn sẽ so sánh nhân tập khách hàng số lớn với 10 triệu thằng sử dụng MacBook thì sẽ giàu hơn 10 triệu thằng sử dụng Windows. Cái điều đấy là không cần phải chứng minh. À, cái này là hoàn toàn chính xác luôn, con số này thống kê luôn. Nhất là ở Việt Nam, bởi vì một thiết bị Mac, ví dụ như là cái máy mà thầy mua giá là 50 triệu, trong khi đó một chiếc Windows có cấu hình tương tự chỉ khoảng 20-25 triệu đồng là đã rất là cao rồi. Các bạn hiểu ý tôi chứ ạ? Ở đây là tôi đang nói về góc độ hành vi. Hành vi là người ta sử dụng cái thiết bị, hành vi như thế nào, và cái hành vi đấy thể hiện là người ta người có thu nhập bình quân tốt hay không. Và vì vậy sản phẩm giá cao thì chọn phân khúc cao, mà sản phẩm giá thấp thì chọn khách hàng thấp thôi. Đó, tương tự như thế, có Mac Serena là những cái dòng mà dạng ví dụ như là Apple Watch hoặc là những cái dòng MacBook Air, những cái dòng nó thấp hơn một chút nhưng vẫn là của Mac, đúng không ạ? Vâng, những người truy cập Facebook bằng Windows 10, nói chung Windows 10 cũng rất là mới, rất là cập nhật, các bạn có thể chọn. Windows 7 bắt đầu thấp hơn, Windows 8 cao hơn một chút. Windows Vista bây giờ thì chắc ít người dùng, mà nếu mà ai dùng thì toàn là máy rất là cũ. XP cũng như vậy, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi thấp xuống. Đấy. Thì các bạn thấy là ví dụ như XP như thế này thì cái số lượng người dùng nó vẫn còn khá là nhiều. À, rồi thì 8, đúng không ạ? Rồi thì 7. Đó. Rồi thì 10. Thì các bạn nhìn thấy đấy là cái số lượng người sử dụng mà thường xuyên. Thì mình chọn các cái hệ điều hành thấp hay cao, nó thể hiện cái thu nhập của người mua. Tất nhiên nó đôi khi nó không chính xác lắm. Ví dụ như là một chị rất là giàu, làm cơ quan nhà nước, dùng một cái máy chạy WinVista hoặc là WinXP thuộc nhà nước, nhưng mà chồng chị ta lại làm quân đội, hay chồng chị ta lại làm trong cơ quan nhà nước, lương rất là cao, thưởng rất là nhiều, họ có nhà có xe, họ rất là nhiều tiền, nhưng cái thiết bị của người ta như vậy là không chuẩn. Thế thì mình cũng sẽ không lấy một cá nhân ra, mình sẽ luôn luôn lấy số lớn. Chúng ta thống nhất với nhau điều này rồi. Xong, đến phần miền email chính, phần này thầy Phan Anh có thể khuyên là bỏ qua, bởi vì ở Việt Nam gần như mọi người đều dùng Gmail. Đấy, và nếu mà mọi người muốn chạy vào Apple Mail, tức là cái iCloud đấy, thì tí nữa phần thiết bị chúng ta có thể chọn vào iPhone được. Cho nên phần này các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi vì cái sự phân biệt về người dùng trong thiết bị email sử dụng là không có rõ ràng. Đó. À, người chơi trò chơi giao tiếp, đúng không ạ? Ví dụ như là những người ta chơi những con game như PlayStation hay là Xbox hay là Wii, thì những người này là những người mà nếu mà bạn bán các sản phẩm game hoặc là thiết bị phần cứng cho game thì bạn chọn ok. À, những người sử dụng cái dịch vụ thanh toán trên Facebook có khoảng 476.000, thì đây là ai? Đây hầu hết là các nhà quảng cáo. Thì ví dụ như là thầy Phan Anh bán khóa học thì nên chọn đến đối tượng này. Còn các bạn thì cũng, tôi nghĩ là cũng không nên chọn đến đối tượng này. Các bạn chọn chủ fanpage là được rồi, đúng không ạ? Những người mà chạy quảng cáo thì thường là những người chạy quảng cáo thuê, là nhân viên, chưa chắc đã có tiền. À, đấy. Những người dùng công nghệ tiên phong thì Facebook họ mô tả là những người có khả năng áp dụng những công nghệ mới sớm hơn những người khác. Bạn nên chọn nhóm này. Nhóm này là nhóm ví dụ người ta đổi iPhone liên tục. Vâng, ngày xưa tôi nhớ là tôi dùng từ Note 1, Note 2, Note 3, Note 4. Sau đó tôi dùng iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 và iPhone 11. Thì một người như tôi được Facebook mô tả là có khả năng áp dụng công nghệ sớm hơn. Tôi chỉ đang lấy ví dụ về tôi để cho các bạn dễ hiểu thôi nhé.
chứ tôi không có ý khoe khoang. Đấy, thế các bạn hình dung giúp tôi để mỗi một cái mô tả của Facebook đôi khi nó dịch ra tiếng Việt nó khá là ngô nghê, thì tôi phải có trách nhiệm là diễn giải cái việc đấy cho các bạn dễ hiểu để các bạn học bài của tôi nó tốt, được chưa ạ? Vâng. Truy cập Facebook bằng những cái thiết bị kém hơn như là WinNT rồi thì Win7, nói chung là đây là những người mà dùng các thiết bị đời rất là thấp, thường họ là những người cũ, người cổ và những người mà có thu nhập kém, vân vân. Rồi, trình duyệt internet đã sử dụng như là Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Opera, Safari thì cũng giống như email, thì tôi thấy là nó cũng rất ít có sự phân biệt đối với các trình duyệt. Ở Việt Nam thì gần như mọi người dùng Google Chrome hoặc Cốc Cốc nhiều, dùng Safari nó cũng có một số cái hạn chế. Thế nhưng mà người ta đã dùng máy Mac rồi thì không quan trọng là người ta dùng trình duyệt gì, đúng không ạ? Vâng. Chơi trò chơi Canvas, thì cái trò chơi Canvas này này, cái chạy quảng cáo Canvas, thì nếu mà người ta bấm vào Canvas thì các bạn có thể chạy đến đối tượng này. Thì cái này thì cũng không thực sự xuất sắc lắm, rõ rệt lắm về ý nghĩa marketing, nên các bạn có thể cân nhắc về việc bỏ qua. Tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Phần hành vi mua hàng. Nếu mà bạn chọn những người mua hàng đã tương tác, ở đây có khoảng quy mô là 379 triệu người trên toàn cầu, nó cũng chiếm khoảng tầm 15%, thì những người này đã nhấp vào nút kêu gọi mua hàng ở trên Facebook trong tuần trước. Thì cái này khá là tốt, nó sẽ đẩy quảng cáo đến những người có vẻ như là có xu hướng mua hàng trực tuyến. Thế nhưng mà cái người này mua hàng loại gì, mua giá cao hay giá thấp, già hay trẻ thì Facebook lại không phân loại. Tóm lại là chỉ một tuần trước cái người này người ta có tích vào cái nút mua ngay trong cái phần quảng cáo hay không, thì nó đo lường được quy mô cỡ khoảng 700 nó đo lường quy mô cỡ khoảng 379 triệu. Và như vậy thì mình chạy vào đây thì đúng là mình chạy vào đối tượng là có xu hướng mua hàng online. Thế nhưng mà mua cái gì và phân khúc như thế nào thì chúng ta không biết, thì cũng là một cái sự tù mù rất là khó phân định. Rồi, các hạng mục khác là phát triển API tiếp thị thì dành cho những người làm app làm ủng thôi, quan tâm đến các sự kiện sắp tới không rõ là sự kiện gì thì cái này cũng rất là loãng, thì chúng ta có thể bỏ qua. Đấy là các hạng mục khác. Các mối quan hệ đa văn hóa thì chúng ta cũng có thể bỏ qua. Ngoại kiều, tức là ví dụ như là Việt kiều Mỹ hay Việt kiều Anh hay Việt kiều Pháp, kiểu như thế, gọi là ngoại kiều đối với từng quốc gia, thì bạn có thể chọn nếu mà bạn bán hàng cho người Việt kiều. Ngày kỷ niệm trong vòng từ 61 đến 90 ngày thì cái này tôi cũng đang không biết là sử dụng nó vào việc gì và marketing như thế nào, thì cái phần này các bạn có thể bỏ qua. Rồi, tiếp tục phần người dùng thiết bị di động, đúng không? Phần này thì rất là quan trọng. Nó sẽ thống kê được chính xác cái việc là các bạn sử dụng hệ điều hành gì. Ví dụ như tôi dùng iPhone thì tôi sẽ sử dụng hệ điều hành Android hay là iOS, tôi dùng Samsung hay dùng Oppo hay dùng Xiaomi, kiểu như thế. Thế thì như vậy là tôi cũng lại còn xem là gì ạ? Cái iPhone này đời gì, rồi modem từng đời gì, các bạn nhìn thấy có OnePlus, đúng không ạ? Truy cập Facebook bằng máy tính bảng, thiết bị điện thoại di động thông minh thông thường, rồi thì theo hệ điều hành thì có Windows Phone giờ rất là ít rồi, Android và iOS, đúng không ạ? Theo thương hiệu thì có Amazon Kindle Fire, có Apple, và các bạn nhìn thấy Apple này gồm là iPad 4, iPad Air, E2, Mini 123, iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, SE, đó, iPad 1, iPhone 5, iPhone 8, vâng, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, XS, XS Max, vâng, iPad 2, iPad 3, iPad 4, rồi 4S, vân vân, rất nhiều, đúng không ạ? 5C, 5S Touch, tức là gần như đủ hết các phiên bản của Apple. Đấy, và có mỗi cái phiên bản than tổ ong là bản 11 này nó chưa cập nhật, bởi vì là nó ít, nó chưa có lượng người dùng nhiều. Thế thì ở đây các bạn thấy là các bạn có thể chọn chính xác tuyệt đối từng cái thiết bị một,
và cái thiết bị này nó thể hiện cái thu nhập của người mua. Thí dụ như chẳng hạn như bạn chọn đến những người mà sử dụng Apple với cái sản phẩm là iPhone 8 hoặc iPhone X trở lên hoặc là XS Max đúng không? Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là các bạn đang chọn đến những người về cơ bản là sành điệu, có sử dụng điện thoại di động đắt tiền và có vẻ như là họ sẽ là những người có thu nhập tốt hơn so với mặt bằng chung. Đấy, kể cả sinh viên người ta dùng bạn cũng phải chấp nhận, đúng không ạ? Bạn sẽ không so sánh, một lần nữa, bạn sẽ không so sánh là ông sếp bạn có ngàn tỷ nhưng mà vẫn dùng iPhone 6, một bạn sinh viên không có tiền nhưng mà dùng iPhone 10. Thì cái đấy là chúng ta không so sánh theo cách như vậy. Chúng ta chạy trên số lớn và cái tư duy là mình phải chọn được cái thiết bị. Đấy là lý do tại sao trong cái phần mà chọn được khách hàng mục tiêu, mình phải viết rất rõ chân dung của khách hàng. Tương tự như thế, BlackBerry, đấy, Google, HTC và ở Việt Nam thì những cái sản phẩm này bây giờ đang rất là kém rồi. LG, ở Việt Nam thì có hai cái hãng lớn, đấy là iPhone là của Apple và Samsung, những cái dòng Note hoặc là những cái dòng Galaxy. Ngoài ra những cái dòng giá rẻ thì có Sony là bây giờ cũng không còn bán nữa rồi. Huawei bán rất là nhiều, Carbon, Micromax, Oppo, Techno, Vivo, Xiaomi và ZTE, đấy là những cái hãng điện thoại giá rẻ của Trung Quốc hoặc là không quá đắt. Thế thì ví dụ bạn bán đồ đắt thì bạn nên chọn vào những cái thiết bị di động đắt. Bạn bán đồ vừa thì bạn chọn những thiết bị di động vừa và đắt. Còn bạn bán đồ rẻ thì bạn nên chọn những cái đối tượng là từ thấp cho đến tầm trung, đúng không? Ví dụ như là bây giờ tôi nói như này, các bạn bán đồ hiệu, các bạn chọn đến thiết bị thấp thì rất là khó bán. Nhưng mà các bạn bán áo sơ mi 200 nghìn mà các bạn chạy đến những người mà xài toàn X Max hay là xài 11, 12, ví dụ thế thì họ có vẻ như là họ sẽ không mua và họ muốn mua cái áo 1 triệu, 2 triệu, tôi nói thí dụ như vậy. Ok. Và tại sao cái phần thiết bị di động này rất là quan trọng? Bởi vì thống kê là khoảng hơn 80% lượt truy cập vào Facebook quảng cáo, hơn 80% là đến từ điện thoại di động, đến từ điện thoại di động. Chính vì thế cho nên là cái 80% ngân sách của mình sẽ dồn cho thiết bị di động, đúng không ạ? Và lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta sẽ chọn cái thiết bị gì, đời thấp hay đời cao, rất là quan trọng để các bạn quyết định là có đơn hàng thành công hay không, đúng không? Rồi, người dùng theo thời gian thì hiện nay nó đang chia từ 1 tháng cho đến 25 tháng trở lên. Thì cái này thì tôi cũng đánh giá không được cao lắm. Nhưng mà nếu mà họ thống kê được là cái người này mà dùng được 1 năm, 2 năm, 3 năm đến 10 năm thì cái người mới dùng và cái người dùng 10 năm, 20 năm rồi thì nó rất là khác. Nó rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì đang không đo được. Phân loại người tiêu dùng thì chúng ta cũng bỏ qua. Đấy, tháng Ramadan là một cái tháng ăn chay của người đạo Hồi, chúng ta cũng bỏ qua. Và sốc sơ, nếu mà các bạn làm thể thao, các bạn bán đồ thể thao như là đồ bóng đá, rồi thì đồ tập, sân tập, giày, vân vân, thì bạn có thể quan tâm đến phần này. Đấy, còn hầu hết là chúng ta sẽ không quan tâm. Như vậy trong phần hành vi tôi góp lại là gì? Gồm có du lịch, gồm có hoạt động số, hành vi mua hàng và người dùng thiết bị di động. Đấy là bốn cái nhóm hành vi rất là quan trọng, được chưa ạ? Tiếp tục đến phần nhân khẩu học. Phần nhân khẩu học, ví dụ như là về học vấn, mình có thể chọn được từng các loại bằng cấp, học đại học hay chưa học, rồi thì học rồi, học trường nào, học thạc sĩ hay chưa, học tiến sĩ hay chưa. Thí dụ như trên Facebook của tôi khai là tôi đã tốt nghiệp MBA quốc tế, đúng không ạ, năm 2012, đến bây giờ cũng được gần 8 năm rồi. Thì nếu bạn tích vào những người có bằng thạc sĩ thì tức là bạn đang chọn đến những người như tôi. Ý tôi là như vậy, đúng không ạ? Thế còn bạn chọn đến tích vào là gì ạ? Có bằng cao đẳng hoặc là bằng đại học, tốt nghiệp đại học đây, thì bạn đang chọn đến những người cũng như tôi, bởi vì tôi cũng đã tốt nghiệp đại học đó và cũng giống như bạn, đúng không? Thì cái ý nghĩa sử dụng của nó là thường những người mà có học vấn cao thì có xu hướng có thu nhập cao, thì mình có thể chọn nếu mà mình chạy quảng cáo đối với những người có thu nhập cao. Đấy, thậm chí bạn có thể chọn ngành học, chọn trường học, chọn năm tốt nghiệp vân vân để bạn sử dụng cái yếu tố này để làm marketing.
Về tài chính đúng không ạ? Thì cái này cũng chỉ dành cho thị trường Mỹ là thu nhập chiếm bao nhiêu phần trăm. Về sự kiện trong đời thì nó có một số cái tiêu chí khá là thú vị. Ví dụ như mới kết hôn 6 tháng đúng không ạ? Thì cái này rất là hay. Các bạn có thể chạy quảng cáo đồ mẹ bé, sữa bỉm, các cái phòng khám thai, rồi thì thuốc cho bà bầu, rồi váy bầu vân vân. Mới kết hôn 6 tháng thì có thể là bạn cũng sẽ bán được đồ cho em bé được rồi đấy, đúng không ạ? Tháng thứ 7, tháng thứ 8 là người ta đẻ thôi. Ok. Tương tự như vậy, các bạn có thể chọn ngày sinh, thì các bạn có thể chọn đến những người mà sắp đến sinh nhật. Sắp đến sinh nhật thì Facebook nó chạy quảng cáo cho chúng ta như thế này, là những người mà có sinh nhật trong một tuần. Bây giờ là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019, thì những người có sinh nhật mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, 7 ngày như vậy là sẽ nhận được quảng cáo. Nhưng mà ngày mai thì là ngày mùng 2 đến ngày mùng 8, ngày kia là ngày mùng 3 đến ngày mùng 9, nó luôn luôn là 7 ngày. Cho nên mình chạy cái này là đối tượng khách luôn mới, không bị lặp, rất là hay. Nhưng mình phải nghĩ ra được một chương trình khuyến mại dành cho người ta. Ví dụ như là mua một tặng một hay giảm giá 50% nhân dịp sinh nhật của bạn và chạy cái này tích. Chiến dịch cứ thế chạy không cần phải đổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng mà người ta xem quảng cáo ấy, nó chỉ những người sắp sinh nhật người ta mới xem thôi, còn chưa đến sinh nhật người ta chưa xem. Hoặc là bạn có thể chọn tháng sinh. Thí dụ bây giờ bạn có thể tích vào sinh nhật tháng 12 và bạn ra chương trình, ví dụ bạn làm nhà hàng, bạn làm karaoke, đúng không? Bạn ra chương trình, bạn chạy rất là hay, rất là chính xác, đúng không ạ? Hoặc là bạn bán thời trang, bạn có thể giảm giá cho họ, rất nhiều cách. Bạn hãy học những chương trình khuyến mại tốt. Thầy Phan Anh cũng có cái bộ khóa học dạy chương trình khuyến mại, tạo ra các chương trình khuyến mại rất là hay, các bạn có thể xem thêm. Đó. Rồi, mới kết hôn thì mình có thể khai thác được. Thế còn người chuyển nhà, vâng, thì chưa rõ, xa gia đình chưa rõ, xa quê hương yêu xa cũng chưa rõ, đúng không? Ví dụ như hai người có tình trạng là yêu đương với nhau nhưng một người Hà Nội, một người Sài Gòn hay một người Việt Nam, một người Mỹ thì Facebook nó định nghĩa yêu xa. Nhưng mà không rõ là chạy marketing cái gì. Thì nhưng mà tình trạng thì nó có thể ghi nhận được. Đấy. Cha mẹ thì là một cái khá là tốt, đúng không ạ? Ví dụ như là Facebook nó ghi nhận được là cha mẹ có con dưới 1 tuổi, từ 1 đến 2 tuổi, đấy, rồi từ 3 đến 5 tuổi và thống kê chia nhỏ ra. Thế thì bạn bán đồ mẹ bé, bạn làm trung tâm tiếng Anh, rồi thì bạn là các cái công viên trò chơi vân vân, nói chung là hướng tới mẹ, hướng tới bé thì bạn chọn cái này rất là phù hợp. Được chưa ạ? Thuốc cho trẻ con, sữa cho trẻ con. Đấy, các mối quan hệ thì mình quan tâm nhất đến là tình trạng quan hệ là kết hôn và ly thân hoặc ly hôn. Đấy là ba cái tình trạng mà tôi nghĩ rất là quan trọng. Cái hành vi trước khi kết hôn và hành vi sau khi kết hôn của khách hàng là rất khác. Ý tôi mà nói là ví dụ như trước khi kết hôn thì thu nhập của họ hầu như để dành cho chính họ. Nhưng mà sau khi kết hôn thì thu nhập của họ thì lại dành cho gia đình, dành cho con cái rất là nhiều. Thì cái đấy là cũng cái quyết định, hoặc là một cái ví dụ rất là điển hình cho việc là kết hôn hay chưa kết hôn nó rất là quan trọng, đấy là bạn làm dịch vụ ảnh viện áo cưới, đúng không? Đấy, thì nó rất là quan trọng đối với cái việc đấy. Hoặc là có thể chọn những cái nhóm công việc như là nhà tuyển dụng, tức là mình có thể chọn được công ty đấy. Ví dụ như vậy bạn chọn FPT thì bạn chọn đến những người mà người ta khai là người ta đang làm việc cho FPT, làm cho Viettel, đấy là những cái đơn vị lớn thì nó mới có. Chứ còn bây giờ bạn khai làm cho công ty PA Marketing thì chắc không có đâu, đúng không ạ? Bởi vì sao? Cái số lượng nó không đáng kể để nó hình thành nên dữ liệu. Vâng. Như vậy cái phần công việc này mình có thể nhắm để giúp làm gì? Giúp được cái việc là mình chạy quảng cáo đến cái đối tượng nó phù hợp hơn nữa. Thí dụ như là có một anh học viên của tôi là chủ của một chuỗi thời trang công sở nữ. Thế thì anh ấy bảo bây giờ tôi muốn chạy quảng cáo đến đối tượng là bác sĩ, ngân hàng, rồi thì văn phòng chính phủ, rồi quân đội, tức là nữ ấy. Có được không ạ thầy? Và chạy được anh ơi. Anh chọn các cái nhà tuyển dụng như vậy. Anh đánh rồi anh chọn nghề nghiệp. Anh đánh chữ bác sĩ và anh đánh chữ ngân hàng và anh chọn từng ngân hàng Vietcombank, Agribank vào cho em, vân vân anh chọn như thế thì sẽ đúng đối tượng anh yêu cầu.
Đấy, ở đây nó có rất nhiều các nhóm ngành hàng mình có thể chọn. Rồi thậm chí chọn được cả chức danh là nhân viên hay giám đốc hay quản lý mình có thể chọn được ở đây. Đấy, các bạn làm theo nhá. Rồi, đấy là cái nhóm số 2. Cái nhóm số 2 là nhóm nhân khẩu. Nhóm nhân khẩu. Bây giờ đến nhóm số 3 là nhóm sở thích. Vâng, cái nhóm sở thích. Thế thì cái nhóm sở thích này thì các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều các sở thích. Công nghệ, gia đình, giải trí, kinh doanh, mua sắm thời trang, thể hình, ẩm thực, vân vân. Và trong từng các cái sở thích như vậy lại bắt đầu chia nhỏ ra. Thế thì bây giờ sở thích có quan trọng không? Sở thích có quan trọng không? Câu trả lời là sở thích sẽ rất quan trọng với những sản phẩm mà liên quan đến sở thích. Thí dụ như bạn chạy quảng cáo đến đồ đánh golf thì bạn phải chọn những người thích đánh golf. Thí dụ như là bạn thấy là bạn chọn iPhone 11 là bạn chọn đến thầy Văn Anh này, học thạc sĩ chọn đến thầy Văn Anh này, chạy MacBook chọn đến thầy Văn Anh này, chủ doanh nghiệp chạy đến thầy Văn Anh này. Nhưng mà thầy Phan Anh không thích đánh gôn. Thế là chạy đến thầy Phan Anh là thua rồi. Đúng không? Hiểu vấn đề không ạ? Đó. Thế thì đấy là một số cái giải thích. Thế còn những cái sở thích khác nó liên quan. Ví dụ như bạn bán đồ hiệu thì nên chọn sở thích là đồ hiệu. Bạn bán nước hoa thì nên chọn sở thích là nước hoa. Bởi vì họ có thể hiện cái sự sở thích như vậy. Đúng không ạ? Và Facebook nó có xu hướng đẩy quảng cáo đến những cái người mà có cái mối quan tâm với cái sản phẩm đấy lớn. Thí dụ như là Facebook của bạn bao giờ nhìn cũng rất khác Facebook của tôi, bởi vì cái sự quan tâm của bạn và sự quan tâm của tôi là khác nhau. Đúng không ạ? Ngoài ra thì Facebook nó có xu hướng là đẩy quảng cáo đến những cái người xem quảng cáo mà đang có nhu cầu tìm kiếm về chính sản phẩm đó một cách rất là chính xác. Cho nên đôi khi các bạn cũng không cần phải nhắm chọn quá kỹ. Đúng không ạ? Mình nhắm chọn sở thích như vậy thì sẽ là tốt nếu như mà đối với những sản phẩm liên quan đến sở thích. Còn ví dụ như bạn làm thời trang thì đương nhiên người ta không thích, người ta vẫn phải mặc quần áo. Bạn làm đồ ăn thì người ta không thích, người ta vẫn phải ăn. Khái niệm thích ở đây là người ta mặc áo màu gì, mặc váy hay mặc quần, hay là người ta ăn hải sản hay ăn bò kiểu như thế. Nhưng mà dù ăn hải sản hay ăn bò thì rồi đến lúc người ta cũng phải đến nhà hàng của mình. Vấn đề là mình cứ chạy thôi, mình không cần phải chọn sở thích. Đấy, hoặc chọn cũng được hoặc không chọn được, thì tôi đang giải thích cho các bạn biết là có những cái nội dung mình cần và có những nội dung mình không nhất thiết phải cần. Đấy, các bạn nhìn thấy họ chia rất là nhỏ. Đấy, các cái sở thích về công nghệ nó chia ra từng hạng mục một, mình có thể tích vào. Hoặc nếu không tìm không thấy thì mình có thể đánh vào đây, thậm chí sở thích MTB, Sơn Tùng, Hồ Ngọc Hà hay là cái gì gì đó đều có thể là sở thích được. Mình có thể đánh vào đây. Và tương tự như thế các bạn có thể chọn loại trừ là ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn chọn các cái tiêu chí này thì nó sẽ loại ra và lúc đấy nó sẽ là một cái phép và tức là bao gồm những người như này và không bao gồm những người như này, thì nó sẽ còn lại những người là mix giữa hai yếu tố đấy. Thí dụ như là bạn vừa muốn là giàu nhưng phải xinh. Thế thì bên trên bạn sẽ chọn là giàu, xong bên dưới bạn sẽ loại trừ những đứa xấu đi. Tất nhiên đấy là tôi nói ví dụ để bạn hiểu, đúng không ạ? Hay là bạn muốn chọn những người giàu nhưng mà lại phải có sở thích đánh golf, thì bên trên bạn chọn là sở thích đánh golf, bên bên dưới bạn loại trừ hết các cái iPhone đời thấp đi. Đấy là cách mà chúng ta sẽ gọi là sử dụng loại trừ và bao gồm. Rồi bạn có thể tích vào cái nút có khả năng đạt hiệu quả cao này, cái nút này Facebook nó sẽ làm cho chúng ta nên tích vào nút này. Đấy, phần kết nối thì thường là chúng ta có thể bỏ qua phần này, hoặc là nếu mà chúng ta muốn chỉ chạy lại những người mà thích trên page của chúng ta thì chúng ta chọn cái nút này, những người thích trang. Nếu mà chúng ta chạy là bạn bè của những người thích trang, chạy cái này cũng khá là hiệu quả. Nếu mà chúng ta có một cái lượng like tốt và chất lượng, sau đó thì chúng ta chạy bạn bè của họ thì cái xu hướng bạn bè của họ sẽ nhìn thấy quảng cáo và sẽ nhìn thấy cái người đó đã like cái page này, đã mua, thì có thể cái chuyển đổi của nó cũng rất là tốt. Đấy, thì bạn nên nha. Tôi thấy khá là hay đấy. Vâng. Nhưng mà phải với điều kiện là cái page đấy nó phải lâu rồi và nó phải có cái lượng khách hàng nhất định rồi, chứ còn page mới làm sao mà làm được. Được chưa ạ? Các bạn đã hình dung ra chưa ạ? Rồi, và sau đó thì các bạn có thể bấm nút lưu đối tượng và đặt tên cho nó. Đấy, ví dụ như là khách hàng 1. Đúng không? Ok.
mình lưu, lần sau mình gọi lại mình đỡ phải mất công thao tác. Thế thôi. Rồi, bây giờ đến phần vị trí quảng cáo. Bây giờ đến phần vị trí. Thì phần này cũng là một cái phần mà khiến cho chúng ta bị lãng phí ngân sách rất nhiều. Facebook nói rằng là vị trí quảng cáo là tự động và được khuyên dùng. Thì khi mà mình chọn cái này thì cái tiếp cận nó sẽ được cao hơn, nhưng mà cái hiệu suất chưa chắc nó đã cao hơn. Thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào chiến dịch thực tế. Thì tôi sẽ giải thích cho bạn. Hiện nay Facebook có rất nhiều các vị trí hiển thị. Các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Nền tảng này gồm có Facebook, Audience Network, Instagram và Messenger. Đấy, và chạy rất là nhiều vị trí. Thế thì nếu bạn không muốn chạy trên Insta, bạn tắt Insta đi. Đấy, thì ở đây các bạn thấy là có này. Bản tin Facebook nó bao gồm là bản tin trên máy tính và bản tin trên điện thoại. Một cái tít này nhưng mà hai vị trí. Bản tin trên máy tính nha. Đây, đây gọi là bản tin trên máy tính. Chúng ta lướt Facebook như thế này. Đấy, ok. Cái vị trí ở giữa này chính là bản tin trên máy tính. Đây, Novaland họ chạy đây. Đấy, ok. Và thứ hai nữa là trên điện thoại chúng ta. Thì là đấy là bản tin trên trên điện thoại. Và cùng một vị trí. Các bạn nên chọn cái vị trí này rất là tốt, đúng không ạ? Bản tin Instagram, Facebook Marketplace ở Việt Nam không áp dụng. Bản tin trên video, cột phải đây. Đây là cột phải đấy, mọi người nhìn thấy. Đây là quảng cáo, cột phải hơn 1 triệu đây. Ok. Rồi, đúng không ạ? Instagram, khám phá Instagram. Hộp thư Messenger, khi mà chúng ta check Messenger chat chúng ta nhìn thấy quảng cáo. Tin là dạng dạng story, gồm có Facebook story, Instagram story và Messenger story. Nếu mà bạn muốn xem story của ai đó như thế này thì bạn đến bấm đến lần thứ 3 bạn sẽ nhìn thấy cái quảng cáo. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Vâng, ở trên điện thoại di động là tôi nhìn thấy quảng cáo ngay lập tức. Cái này nó gọi là tin story. Trên điện thoại di động gần như tôi nhìn thấy quảng cáo ngay lập tức luôn. Đến cái thứ tư, trong luồng video tìm kiếm, kết quả tìm kiếm trên Facebook. Cái này là giống như là cái Google. Thì làm thế nào để chạy quảng cáo cái này? Thì cái này các bạn sẽ, đây chính là cái vị trí tìm kiếm. Cái ô này nó chính là cái ô Grab, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mua iPhone. Đấy, Pro Max 11, Enter. Thế sau này thì nó sẽ bán những cái vị trí hiển thị này giống như là Google tìm kiếm. Đấy, đây là nó đang hiển thị bạn bè của mình vân vân, nhưng mà sau này nó sẽ là gì ạ? Cũng lại được tài trợ một cái vị trí. Và hiện nay đây là cái vị trí hiển thị mà mới nhất của Facebook, các bạn có thể khai thác. Gửi tin nhắn hoặc là tin nhắn được tài trợ, trong bài viết tức thì trên Facebook, ứng dụng web. Đấy, thế các bạn nhìn thấy các vị trí thì nó đều cho mình xem cái hình để mình tưởng tượng ra trông nó như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nó đều cho mình cái hình mẫu để mình tưởng tượng ra cái quảng cáo nó sẽ trông như thế nào. Bây giờ các bạn đếm này. Cái một cái vị trí này là bằng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. 8 với 3 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17, 18. Vâng. Đến ngày hôm nay là đầu năm 2020 thì Facebook có 18 vị trí hiển thị. Tức là rất nhiều. Ngày xưa năm 2011 tôi chạy quảng cáo có đúng 3 vị trí hiển thị. Bản tin máy tính, bản tin di động, cột phải máy tính hết. Cho nên cái mức độ lãng phí của Facebook nó thấp hơn rất nhiều. Bây giờ các bạn thấy có 18 vị trí hiển thị này, nhưng thực ra suy cho đến cùng nó vẫn chỉ là một user mà thôi. Chẳng qua là nó thể hiện thêm rất nhiều các vị trí hiển thị khác nữa để nó tăng được cái lượng tiếp cận với khách hàng về mặt số lượng, và nó thu được nhiều tiền hơn của chúng ta. Thì cái này các bạn phải hết sức lưu ý nha. Cái lưu ý thứ nhất tôi nói là nhắm chọn, là lưu ý thứ hai là thiết bị di động, 80% truy cập là đến từ thiết bị di động. Và lưu ý thứ ba là các vị trí như này, rất nhiều vị trí là chúng ta chạy là lãng phí, thì chúng ta hãy chọn. Thế thì vị trí nào thì theo kinh nghiệm của tôi các bạn có thể cân nhắc. Bản tin bắt buộc rồi, cái này rất quan trọng, đúng không ạ? Bản tin video tôi không hề ưa thích. Hộp thư Messenger ok, tôi thấy được, đúng không ạ? Trong luồng tôi không ưa thích.
tìm kiếm kết quả trên Facebook. Nếu cái này mà chạy được các bạn hãy chạy cho tôi, được chưa ạ? Tin nhắn được tài trợ cũng có thể chấp nhận được đó. Vâng, bài viết tức thì không thực sự xuất sắc lắm, và những thứ khác thì tôi không thấy đánh giá cao. Thế còn những cái video trong luồng ấy, nếu mà các bạn chạy hiển thị không cần đơn thì các bạn nên làm cũng ok, được chưa ạ? Xong phần tối ưu về vị trí hiển thị, tiếp tục đấy là về phần ngân sách và lịch chạy. Đấy, cái phần này tôi nói với các bạn nghe là tôi dạy rất là kỹ, trên thị trường là hiếm có người nào dạy kỹ như tôi lắm, và một cái video rất là dài như thế và hướng dẫn rất rất chi tiết về các ý nghĩa marketing của nó. Bây giờ về phần ngân sách và lịch chạy thì các bạn sẽ chọn tương tác với bài viết. Nếu bạn chọn tương tác với bài viết thì có nghĩa là quảng cáo sẽ ưu tiên đẩy đến những người tương tác, tức là đẩy đến những người like, page, comment này kia. Tuy nhiên hiện nay các bạn thấy rằng là đến 90% những tương tác bây giờ là những tương tác rác, tức là người ta chỉ like thôi, người ta không mua, không comment. Như vậy là mình mất rất nhiều tiền lãng phí cho Facebook. Mục tiêu của mình là muốn có comment, muốn có inbox, muốn có gọi hotline, muốn có truy cập web. Thế nhưng mà phần lớn chúng ta nhận được là like bài viết. Thì nhưng nếu chúng ta không chọn tương tác bài viết mà chúng ta chọn là những người tiếp cận khác nhau hàng ngày hoặc là số lần hiển thị chẳng hạn, một trong hai cái này, thì nó sẽ đẩy đến những người mà nó không quan trọng là có tương tác hay không. Và thường nếu mà các bạn chạy cái này thì cái giá thầu về CPC hay là CPM, CPM thì rẻ nhưng mà CTR sẽ thấp và giá thầu sẽ cao, và tính hiệu quả thì thường khá là thấp, trừ khi bạn chạy là làm thương hiệu. Rồi, kiểm soát chi phí không bắt buộc, tức là nếu mà bạn có thể đặt cái mức giá tối đa mà bạn có thể chịu đựng cho mỗi một cái lượt tương tác, bởi vì bạn đang chạy mục tiêu tương tác. Thí dụ bạn tưởng tượng là bạn sẽ chịu được 500 đồng một tương tác thì bạn đặt vào đây, hay là 1.000 đồng bạn đặt vào đây. Nhưng hãy nhớ rằng nếu bạn đặt thấp thì chiến dịch của bạn sẽ không chạy, và lời khuyên của tôi là nên bỏ trống. Ngân sách và lịch chạy hàng ngày. Vâng, ngân sách của Facebook thì luôn luôn tính theo ngày, tức là cứ 24 giờ nó trả phí một lần, cứ 24 giờ nó trả phí một lần, và nó trừ tiền theo thời gian thực. Trừ tiền theo thời gian thực tức là chạy đến đâu sẽ tính tiền đến đấy. Một ngày bạn đặt 1 triệu, nếu mà bạn mới chạy có nửa ngày thì bạn vẫn còn 500.000, Facebook chưa trừ tiền của bạn. Bạn mới chạy có 300.000 vẫn còn nguyên 700.000, không mất tiền nha. Vì nhiều người cứ sợ là mất tiền, không mất tiền. Rồi, ngân sách luôn đặt theo ngày. Thì cả chiến dịch các bạn có thể đặt 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, tùy các bạn. Đó, thì các bạn có thể đặt ngân sách ở đây số tiền là bao nhiêu đó, 100, 200, 500, 1 triệu. Thậm chí những khách hàng của tôi, một công ty dược, tôi đào tạo cho họ, họ chạy quảng cáo 100 triệu một ngày. Đúng không ạ? Hay là những bạn làm đông y, bạn ấy có thể chạy 200-300 triệu quảng cáo một ngày. Một spa lớn ở Hà Nội đã từng làm việc với tôi, rất lớn, doanh thu của họ đạt cỡ khoảng 30 tỷ một tháng. Thì họ chạy khoảng 10% chẳng hạn, thì họ sẽ chi khoảng 3 tỷ đến 4 tỷ một tháng. Chuyện đấy rất bình thường, đúng không? Rất bình thường. Bởi vì chạy ngân sách bao nhiêu tiền thì nó phụ thuộc vào điều gì? Đầu tiên, nó phụ thuộc vào biên độ lợi nhuận của sản phẩm. Lợi nhuận càng cao thì bạn có cơ hội để chạy ngân sách lớn. Thứ hai, nó phụ thuộc vào độ dễ bán. Bạn dễ bán, bạn có thu nhập về, bạn có lợi nhuận thì bạn mới có tiền mà chạy. Thứ ba, phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Đúng không ạ? Nếu bạn chạy nhiều tiền, bạn chạy thử nghiệm 5 triệu một ngày, chạy tháng chết thôi, thì đơn giản. Nếu còn bây giờ vốn của bạn có vài triệu đồng, bạn chạy thế thì bạn lấy gì mà ăn? Thứ tư là phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Bạn sẵn sàng là chi tiêu trước và lấy tiền sau. Bạn sẵn sàng là đầu tư dài hạn thì ok. Đó. Thế nhiều người cứ hỏi tôi là thưa thầy là em nên chạy ngân sách bao nhiêu tiền? Thì thật ra tôi sẽ nói là không có câu trả lời cho các bạn đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mới chưa chạy bao giờ thì chạy ngân sách thấp cho tôi, để thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm, học hỏi, học hỏi, học hỏi, đánh giá, đánh giá, đánh giá, xem là gì ông Phan Anh ông hướng dẫn như thế đúng hay sai. Ông Phan Anh như thế, mình làm như thế đã chuẩn hay chưa? Cần phải tối ưu cái gì? Đúng không? Tối ưu từ sản phẩm, từ giá bán, từ khuyến mại, từ content, từ hình ảnh, từ bài viết, từ nhắm chọn cho đến tối ưu về mặt vị trí hiển thị, cho đến ngân sách, vân vân, cho đến tối ưu về mặt chat chít, vân vân, chốt đơn, tất cả mọi thứ, được chưa ạ? Vâng. Thế thì đấy, ngân sách thấp nhất có thể đặt là bao nhiêu? Là $1 một ngày. Nó rơi vào khoảng tầm 23.000 Việt Nam đồng. Thì các bạn có thể đặt mức khoảng 30.000 là mức tối thiểu cho một ngày.
Được chưa ạ? Tối thiểu thấp hơn thì Facebook nó sẽ không nhận và không chạy. Rồi, các bạn đã biết rõ ngân sách của mình chưa? Thế nếu mà bạn chạy ngân sách lớn thì sao? Nếu mà bạn chạy ngân sách lớn thì đây lại là điều tuyệt vời. Thường nếu mà ngân sách lớn thì mình có thể có nhiều sự lựa chọn. Một là chạy một chiến dịch, hai là chạy nhiều chiến dịch, chia nhỏ chiến dịch ra, testing các chiến dịch ra, thử nghiệm. Ví dụ như là mỗi một nhóm chiến dịch mình chạy theo tuổi, hay là mình chạy theo địa lý, hay là mình chạy theo content. Mình chia rất nhỏ, mỗi nhóm chiến dịch mình đặt 50.000 mình chạy. Có thể mình chạy 30, 50, thậm chí 100 chiến dịch trong cùng một lúc. Sau đó mình so sánh xem chiến dịch nào tốt và tại sao tốt. Mình bắt đầu bơm tiền thêm vào các chiến dịch đấy. Đấy là những cái bí quyết. Hoặc là mình chạy ngân sách lớn nhưng mà đối tượng khách hàng của mình không không thực sự lớn, thì lúc đấy mình đừng có nhắm chọn gì cả. Lúc đấy mình chỉ chọn tuổi tác, địa lý, khu vực là xăm, là chạy gần như là chạy rộng. Mà mọi người hay nói vui đấy là đỉnh cao của target, tức là không target, tức là chạy nhắm mắt nhắm mũi chạy chứ đừng có nhắm chọn, đúng không? Rồi, thế thì khi nào bạn làm được điều đấy? Khi mà sản phẩm tốt, khi mà giá tốt, khi mà chuyển đổi tốt và ngân sách lớn thì bạn chạy rất là dễ. Tất nhiên bạn vẫn phải tối ưu, đúng không ạ? Vâng, tính phí theo lượt hiển thị bắt buộc, Facebook không cho chọn. Lên lịch quảng cáo có thể chạy theo lịch hoặc là chạy theo lịch trình. Muốn mà chạy theo lịch trình thì bạn phải chuyển ngân sách trọn đời. Vâng, bạn phải chọn ngân sách trọn đời. Đấy, kiểu kiểu như vậy, được chưa ạ? Đây, cái video này tôi quay bây giờ đây, tháng 12 năm 2019. Cho nên tôi gọi đó là update 2020 là rất chuẩn nhá. Đấy, nếu mà các bạn muốn chạy theo lịch trình thì đây, một tuần có 7 ngày và một ngày có 24 múi giờ. Đấy, thế thì bạn phải nghiên cứu xem khách hàng của bạn là ở tuổi nào, nhóm nào, online giờ nào thì bạn bạn chọn cho nó phù hợp. Ok chưa? Nói chung là chạy múi giờ cũng không thực sự xuất sắc lắm đâu. Nên là các bạn cứ thử nghiệm, còn tôi đã thử rất nhiều tiền rồi. Thì tôi thấy nó không xuất sắc lắm thì các bạn cứ cân nhắc nhá. Rồi, sau đó bây giờ nhìn sang bên phải cho tôi, nhìn sang bên phải. Phần quy mô đối tượng. Mỗi khi bạn chọn, mỗi khi bạn thay đổi đối tượng thì số lượng tiếp cận tiềm năng thay đổi. Đúng không ạ? Nguyên tắc ở đây là các bạn đừng chạy thấp quá khoảng độ 30-50 ngàn. Còn các bạn cũng đừng chạy rộng quá, ví dụ 10 triệu thì là rất cao. Các bạn có thể chạy trong khoảng tầm 1-2-3 triệu đổ lại, thế thôi. Vài trăm nghìn ok. Đấy. Nếu mà nó phụ thuộc vào việc là các bạn chạy ở tỉnh nào, ví dụ bạn chạy cả Việt Nam thì vài triệu là bình thường. Và kết quả dự kiến bạn sẽ thu được cái con số này. Đấy, đây là số tiếp cận với số tiền bạn chi ra. Là một ngày ở đây đang để là 100 ngàn. Đúng không ạ? Ok. Bạn sẽ nhìn thấy cái mức ngân sách trọn đời 7 triệu. Đây là đang bao nhiêu đây ạ? Một tháng đi. Vâng, một tháng. Đúng một tháng đấy ạ. 30 ngày. Mỗi ngày 100 nghìn. Chạy 3 triệu thôi. Mỗi ngày 100 nghìn. Đấy. Thì nó sẽ báo là mình tiếp cận được khoảng là 670 đến 1.900 lượt. Đây là lượt tiếp cận nhé, không phải là lượt xem, không phải lượt tương tác. Thu được đây này 205 đến khoảng 592 lượt tương tác. Và lượt tương tác này là bao gồm là cái chủ yếu là cái like, cái xem, cái tim ấy. Đấy, bây giờ mình là, nếu mà nó thu được 200 comment thì mình đã giàu. Thì các bạn lưu ý, đúng không ạ? Và những con số này thường là nó sẽ rơi vào cái tỷ lệ trung bình. Nó rơi vào cái tỷ lệ trung bình nhá. Ok, tiếp tục đến phần nhận diện. Phần này là mình sẽ chọn cái fanpage mình muốn chạy, đúng không? Ví dụ bạn chạy một cái fanpage, ví dụ như là PA Marketing bán khóa học đi, thì bạn sẽ tìm. Đấy, sau đó bạn chọn đến một cái bài viết mà bạn muốn chạy. Thì tất nhiên như tôi đã nói là chạy tương tác thì bắt buộc bạn phải có bài viết trên page rồi. Bạn phải có bài viết trên page rồi, đúng không ạ? Và lúc này các bạn nhìn thấy đấy, content bài này mình đã viết rồi. Rồi và mình chạy đến, mình chọn đến cái bài đấy, được chưa ạ? Rồi và sau đó thì mình giờ mình bấm vào nút xác nhận màu xanh lá cây này, hoặc là mình muốn xem lại chiến dịch thì mình xét duyệt, hoặc là mình có thể review lại theo cái cột bên trái này từng vị trí để làm gì, để chắc chắn trước khi mình bấm quảng cáo. Mình bấm quảng cáo xong thì quảng cáo sẽ được đệ trình cho Facebook phê duyệt. 100% các quảng cáo của Facebook đều phải được Facebook phê duyệt. Tại sao Facebook cần phê duyệt?
Bởi vì là có thể bạn viết content khiếm nhã, bạn viết content vi phạm chính sách quảng cáo, hình ảnh so sánh trước sau, hình ảnh hở nhiều da thịt, có thể bạn bán các sản phẩm bị cấm như là thuốc lá, rượu bia, rồi thì ma túy hay là những cái sản phẩm khác kiểu kiểu như thế, Facebook nó cấm đúng không, hay là bài bạc vân vân, thế thì nó phải xét duyệt. Còn nếu mà bạn bán khoa học, bạn bán thời trang mà không phải hàng fake, bạn bán những cái đồ ăn thức uống thì nói chung là nó rất là dễ thôi. Sau khi xác nhận xong, duyệt xong thì quảng cáo mới được chạy và nó mới tiêu tiền. Và chạy thì vừa rồi mới chỉ là kết thúc cái thao tác về quảng cáo mà thôi. Sau khi chạy xong mình còn phải xem chiến dịch có hiệu quả hay không, bằng cách là mình sẽ vào trình quản lý, đúng không ạ? Mình tìm đến cái chiến dịch đó, mình tìm đến cái chiến dịch đó, và sau đó thì mình sẽ đánh giá cái hiệu suất về mặt chỉ số kỹ thuật. Chỉ số kỹ thuật là thế nào? Chỉ số kỹ thuật tức là mình chạy bao nhiêu tiền một cái giá thầu. Đấy, thì cái tài khoản này của tôi đang không có chiến dịch, tôi sẽ chọn cái tài khoản khác cho bạn nó có chiến dịch. Chạy giá thầu là bao nhiêu, có comment hay không, có inbox hay không, đúng không ạ? Thì tôi sẽ chọn có những tài khoản có chiến dịch đó. Ví dụ có bài tôi chạy tin nhắn, có bài tôi chạy test, vân vân, thì chúng ta sẽ nhìn thấy từng cái chiến dịch một. Và đây các bạn có thể xem biểu đồ, đây là chiến dịch chạy thật và đã tiêu tiền, đúng không ạ? Vâng. Số tiền tiêu là 1.497.000, làm tròn 1.500.000 đi, tiếp cận được 42.000 lượt. Trong 42.000 lượt này thì thu được 3.179 lượt tương tác. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy cái giá thầu là 471 đồng. Đây là giá tương tác của một tương tác. Thế thì cái giá này lấy bằng cách nào? Cái giá này tính rất là dễ. Lấy tổng số tiền 1.497.000 chia cho 3.179, đúng không ạ? Công thức giá thầu sẽ bằng tổng tiền chia cho tổng tương tác, thì sẽ ra giá của một tương tác. Và giá của một tương tác ở đây bao gồm cả giá like, thậm chí mình thu cả một rổ like, cả một xe tải like mà mình mới vẫn không thu được comment, không chốt được đơn nào, đúng không? Cái giá thầu này càng thấp chứng tỏ là tương tác càng nhiều, chứ không chứng tỏ rằng sẽ có nhiều đơn, đúng không ạ? Đơn được thể hiện là số comment, số inbox, số truy cập, số gọi điện và thực tế mình giao đơn. Rồi, cái tỷ lệ 5,39% này người ta gọi là CTR, click to rate, tức là cái tỷ lệ nhấp vào quảng cáo. Tỷ lệ này này cao hay thấp là phụ thuộc vào kết quả tương tác thực tế. Tỷ lệ này tính bằng cách nào? 5,39% này tính bằng công thức là lấy 3.179 chia cho 42.734 nhân 100%. Tức là CTR sẽ tính bằng tổng tương tác thu được chia cho tổng tiếp cận thu được nhân 100%. Công thức là như vậy. Được chưa ạ? Tỷ lệ này cao chứng tỏ là do content tốt, do khuyến mại tốt, do nhắm chọn tốt, do fanpage tốt, do sản phẩm tốt, do giá tốt, do uy tín thương hiệu tốt, vân vân. Tỷ lệ này thấp là những thứ tôi vừa liệt kê là không tốt. Vâng, nhưng cái chỉ số này mới chỉ là chỉ số về mặt gọi là gì ạ? Về mặt kỹ thuật thôi, nó chưa phản ánh được cái chuyện là người ta có thành công hay không, người ta có đơn hàng hay không, đúng không ạ? Và mình cũng có thể xem thêm các cái vấn đề nhân khẩu, bao nhiêu người, nam nữ, tuổi tác, giới tính như thế nào, vị trí quảng cáo ra sao. Thì ở chỗ này tôi tắt hết rồi thì nó chỉ còn Facebook thôi, đúng không ạ? Lịch sử chạy như thế nào đấy, mình có thể xem có chỉnh sửa hay không. Ok, thì ngoài ra các chiến dịch là như vậy. Thế sau khi mà chiến dịch mình cảm thấy không hiệu quả thì mình có thể tắt đi, hoặc là mình có thể là sẽ chỉnh sửa, hoặc là tạo ra chiến dịch mới, hoặc là thay đổi fanpage, thay đổi content, thay đổi tài khoản quảng cáo, thay đổi cách nhắm chọn, thay đổi ngân sách, thậm chí thay đổi chương trình khuyến mại, vân vân. Tất cả những cái thứ đấy thì các bạn sẽ được xem thêm trong trọn bộ khóa học Facebook Marketing Pro của giảng viên Nguyễn Phan Anh, quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook rất là chi tiết năm 2020. Thì các bạn có thể xem thêm. Ok, tôi xin phép kết thúc cái bài hướng dẫn cách các bạn tự chạy quảng cáo, nhắm chọn quảng cáo từ đầu cho đến cuối, để các bạn có thể tự thao tác được. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Facebook Marketing, về quảng cáo, về bán hàng online, về thương mại điện tử, về truyền thông trực tuyến, và xử lý khủng hoảng truyền thông, các bạn có thể liên hệ với tôi
là giảng viên đại học, là doanh nhân Nguyễn Phan Anh, ở số điện thoại 0989 623 888, email phananhonline@gmail.com và Facebook là Phan Anh Online các bạn đang nhìn thấy ở đây, được chưa? Hoặc fanpage là PA Marketing các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì chúng tôi là một công ty đào tạo, một công ty tư vấn, một công ty triển khai các dịch vụ marketing và media. Thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn trong việc đào tạo, tư vấn, triển khai hoặc là đào tạo in-house, cung cấp nhân sự. Nói chung là như vậy. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Và nếu mà cái bài học này tốt thì các bạn hãy áp dụng, hãy chia sẻ và hãy cùng nhau kiếm tiền, hãy cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng những người làm kinh doanh và marketing online chân chính. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Thank you.